muốn thành Phật, bạn muốn thành tựu, bạn còn bao nhiêu thời gian nữa? Vẫn còn 3 năm nữa. 3 năm có đủ hay không? Đủ rồi. Dùng phương pháp nào đây? Dùng phương pháp chấp trì danh hiệu. Thời gian 3 năm chắc chắn bạn sẽ thành tựu. Nghĩa là cái duyên này cho bạn biết, 3 năm bạn có thể thành Phật. Không thành Phật được thì 3 năm bạn sẽ đi vào đường Tam Đồ. Có hai con đường, bạn chọn đường nào đây? Chúng ta chọn con đường thành Phật. Bình thường tôi dạy các vị 16 chữ là được rồi. Chúng ta không dùng tiêu chuẩn cao trong Phật giáo, vì điều đó rất khó làm. Chúng ta buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự tham luyến ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Tâm thái như vậy, phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, thì chẳng có người nào không thành tựu. Làm chướng ngại sự thành tựu của bạn không gì khác, chính là 16 chữ tôi nói. Đó là chướng ngại: tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Những thứ này làm chướng ngại. Chỉ cần buông bỏ những thứ này thì chướng ngại của bạn sẽ không còn nữa. Một đời bạn sẽ thành tựu. Chúng ta hiểu rõ rồi thì chúng ta phải thật tu. Tu ngay bây giờ, tu ngay hôm nay. Phải nghiêm chỉnh, không tham luyến, không mơ hồ nữa. Chỉ cần thật sự tu, chẳng những cứu được mình mà còn cứu được gia đình mình nữa, cứu được xã hội, cứu được đất nước và cứu được thế giới. Công đức này thù thắng quá. Trang nghiêm thù thắng không gì bằng. Vì sao lại không chịu tu? Chỗ chúng ta nương vào chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này triển khai ra chính là pháp môn vô lượng vô tận mà thập phương tam thế nhất thiết chư Phật đã nói. Tất cả tinh hoa đều gói gọn trong bộ kinh này, nơi Đại Tạng Kinh. Cốt tủy tu hành thành Phật của chư Phật Bồ Tát đều nằm trong đó. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nghiêm chỉnh học tập bộ kinh này là đủ rồi. Không còn nghĩ đến những việc khác. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Trường thời ở đây chính là 3 năm. Chắc chắn thành tựu. Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay: bổn vi phàm phu. Chính là vì phàm phu trong một đời tu hành thành Phật.